các bạn. Chắc hẳn là mới đầu video các bạn sẽ thấy mình quay tưởng đâu là mình sẽ giới thiệu Tannoy lớn, nhưng mà không phải. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái âm ly đến từ Musical Fidelity A1. Mình quay cái loa để các bạn biết là hôm nay mình sẽ ghép với đôi loa đó. Một cái đôi loa rất là khủng, nhưng mà cái âm ly này thì vừa tiền, rất là rẻ luôn, chỉ có 8.500.000. Nhưng mà mình ghép với âm ly với đôi loa Tannoy Edinburgh cực kỳ ngọt ngào. Lát nữa mình sẽ ghép các bạn hai bản nhạc để các bạn sẽ thưởng thức chất âm, nó sẽ biết được nha. Và nhân vật chính ngày hôm nay là tên đầy đủ là Musical Fidelity A1 Interactive Class A âm ly. Đây là dòng Class A và thuần Class A thôi. Dòng này thì nó được ra đời lần đầu tiên, hãng giới thiệu năm 1985, cũng là model âm ly đầu tiên của hãng. Và đây là dấu tên tuổi của Musical Fidelity bay xa, không những ở Anh Quốc mà còn ở khắp những nước châu Âu và thị trường Mỹ, Canada nữa. A1 thì là dòng thuần Class A, công suất của nó Class A là 25W cho một kèn 8 ohm, thì một cặp là 50W. Và đối với loa 4 ohm thì nó được khoảng là 80W cho một cặp nha. Thì đây là cái dòng mà nó chạy tăng phô nguồn chuyến, chạy sò sát nên rất là tiếng rất là ngọt. Kèm với cái mặt Class A thì phải nói là hay hơn đèn luôn. Trong tầm tiền này hay hơn đèn. Dòng này thì nó có hai cái loại đời. Cái loại là bên hông nó là kín, nó không có lỗ thoát hơi bên hông. Còn cái loại này là có lỗ thoát hơi bên hông, nên nó sẽ nóng nhưng mà nó ít nóng hơn cái loại bên hông kín. Class A thì rất là nóng rồi, nhưng mà cái dòng mà có cái thoát hơi hai bên này thì nó sẽ mát hơn. Đây, ở trên này là nó có thiết kế là hai cái tấm thép dày và có những cái đường kẽ này, giống như những cái rãnh. Mục đích của nó để tản nhiệt ra bên ngoài, tại vì Class A thì nó nóng, nhưng mà nếu mà làm những cái tản nhiệt mà kiểu như là khí nitơ lỏng hay gì với âm ly này thì nó nhỏ nên nó hơi khó. Nhưng hẳn thiết kế như vậy vừa đẹp mà vừa là tản nhiệt rất là tốt. Âm ly được sản xuất tại England nha. Cọc gắn loa của nó là cọc bắp chuối nổi. Nó còn cái đời cọc bắp chuối nó âm vào thì chúng ta không thể nào gắn mỏ chim được, mà cái cọc này thì cái loại cọc nổi này thì chúng ta có thể gắn bắp chuối, chúng ta có thể gắn mỏ chim, chúng ta có thể gắn càng cua luôn. Đặc biệt con này cũng có ngõ phono MMMJ. Nói chung là hãng rất là ưu ái, tại vì cái model đầu tiên hãng làm nên hãng muốn dành cho người dùng những cái trải nghiệm tốt nhất và cái giá bình dân nhất. Thì con này mình bán là 8.500.000 nha. Điện là 100V. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức hai bản nhạc. Một bản nhạc theo TikTok acoustic và một bản nhạc theo TikTok là một bản nhạc vàng nha, để chúng ta biết được cái âm ly nó đa năng như thế nào và nó hay như thế nào, cực kỳ đẹp nha. Nút volume đây, nút volume nó làm nó làm sau bên trong này, nút truyền cảm còn đây đó. 8.500.000 thôi. Bây giờ mình test một bản nhạc mang tiếng tấu acoustic và một bản nhạc vàng nha. Trong năm vào chiều
Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu xoay mòn thành đá buồn. Xin úp mặt bùi mù. Từng ngày qua mọi ngóng tin cùng rừng nào lá sáng sơ tươi. Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận nào. Vết mực nào xóa bỏ không
thương anh vẫn xa. Biết có người bên sông nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao ước đẹp một vì sao. Thang lối đi nắng mai chập mờ.